đợi chắc lâu. Quay giờ đâu có bán đâu. Cô ba thủy hả? Ừ. Là đúng không nào? Rồi cô ba làm đấy. Ừ. Hơi lâu. Bán không sạch nữa rồi. Cũng không? Hơi sao á. Ở đâu? Cũng cùng tâm thú mà anh Hải. Cũng cùng Kiệt. Lần năm tay á. Một lần trước đâu cái tiền đó. Nấu đập thái quả nhung xay ăn ngon, ta hình như mình nhấm ăn rồi này. Thế là có vị gì đâu. Cái mềm mềm bên ngoài lông nhung vậy. Hót cho bên trong đi vậy. Mẹ đồng độ nó